Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Du Thiên đáp trả tin đồn qua đời. Những ngày qua, loạt ảnh clip Du Thiên chấn thương trong lúc quay MV được bạn bè đưa đi cấp cứu gây xôn xao mạng xã hội. Thậm chí, có nhiều lời đồn đoán giọng ca lệ cay đã qua đời. Chiều 2 tháng 6, Du Thiên chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Anh cho hay, anh rất xúc động trước những lời nhắn gửi, hỏi thăm thân thiết từ người hâm mộ lẫn khán giả. Tôi ổn rồi, không sao hết, may không ảnh hưởng đến xương. Tôi quay từ hôm trước tới ngày hôm sau, đến khoảng 6 giờ sáng, toàn những cảnh nguy hiểm, ai cũng mệt mỏi. Một cảnh quay mạo hiểm khiến cổ và lưng tôi đập mạnh xuống sàn. Lúc đó tôi không thể nhớ nổi, may mắn tôi được sơ cứu kịp thời nên cũng không sao. Mấy ngày qua tôi phải nẹp cổ, nằm một chỗ nên không dùng điện thoại để bản thân được nghỉ ngơi cho hồi phục. Hiện tại, tình hình của tôi đã ổn rồi, cảm ơn mọi người quan tâm, Du Thiên chia sẻ. Bên cạnh đó, anh biết một số trang mạng đăng tải thông tin sai sự thật như Du Thiên chết, Du Thiên qua đời. Nam ca sĩ cảm thấy buồn và tự hỏi về hành động nào của mình đã khiến người khác hiểu nhầm, gieo tin đồn ác ý. Chuyện tôi bị chấn thương khi quay cảnh hành động là điều rất bình thường, mong các bạn đừng đưa tin sai lệch. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, bởi những sự cố không may trong cuộc sống sẽ là điều chẳng ai muốn cả, đúng không mọi người? Du Thiên bày tỏ. Bên cạnh đó, anh nói thêm, vì sức khỏe không cho phép nên anh quyết định lược bỏ một vài cảnh trong MV đang quay. Anh hy vọng MV Lệ Cay 3 Remix sẽ phát hành đúng kế hoạch đã đề ra. Lệ Cay là bài hit gắn liền với tên tuổi ca sĩ Du Thiên. Cách đây 3 tuần, nam ca sĩ đã ra mắt MV phần 3 với phiên bản ballad nhẹ nhàng. Hiện tại, anh chuẩn bị phát hành phiên bản remix với những pha võ thuật hành động gây cấn cùng những nhân vật quen thuộc trong hai phần trước. Về lý do phát hành bài hát ở thời điểm này, Du Thiên chia sẻ. Thời điểm trước khi mạng xã hội chưa phát triển, bài hát của tôi phủ sóng rất nhiều trên các kênh truyền hình âm nhạc. Đến giờ, các bạn vẫn luôn nhớ và nhắc về chúng, điều đó chứng tỏ tôi vẫn chưa bị khán giả quên lãng. Vì vậy, tôi muốn ra mắt MV để đáp lại tình cảm đó, để mọi người sống lại với những ký ức ngày xưa. Ngoài ra hiện tại, đây cũng là lúc tôi đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc. Du Thiên là ca sĩ nổi tiếng khắp các hội chợ, các nghệ sĩ khẳng định không ít khán giả hiểu không đúng về cụm từ ca sĩ hội chợ. Có những ý kiến cho rằng hội chợ là sân khấu chuồng gà thấp nhất trong các hình thức show trình diễn, kèm theo đó là những bình luận chê bai, thậm chí đánh giá thấp về các nghệ sĩ hát ở những sân khấu này. Tuy nhiên, những người trong cuộc không ít lần lên tiếng phản bác. Theo họ, mỗi sân khấu đều phục vụ đối tượng khán giả riêng, tùy vào khu vực và kinh phí tổ chức. Mới đây, ca sĩ Du Thiên đã có chia sẻ về vấn đề này trong một talk show. Nam ca sĩ bày tỏ bức xúc về những định kiến chưa đúng của khán giả về ca sĩ hội chợ. Anh khẳng định bản thân chưa bao giờ có quan điểm phân biệt là sân khấu này hát, sân khấu kia không hát. Tôi là một ca sĩ được học hành, trải qua trường lớp và đạt nhiều giải thưởng qua các cuộc thi. Tôi tự tin với năng lực chuyên môn của mình. Tuy nhiên, tôi lại gắn một cái mác là ca sĩ hội chợ, bị soi mói, chỉ trích rất nhiều. Với tôi, hội chợ chỉ là một trong những sân khấu tôi tham gia biểu diễn thôi. Người nghệ sĩ phải thích nghi được với mọi sân khấu, miễn sao có thể phục vụ khán giả, truyền tải được tình cảm của mình đến khán giả. Đó mới là điều quan trọng nhất, ca sĩ Du Thiên nói. Cách đây không lâu, giọng ca Lệ Cay cũng khẳng định về việc anh không chỉ hát ở hội chợ mà cả đám cưới hay đám ma, anh vẫn nhận lời biểu diễn như thường. Tôi nói thật, có vài ca sĩ người ta gọi là hạng A thế thôi, chứ trình độ bằng một góc của tôi, chẳng qua họ có truyền thông, có ekip đẩy lên chứ thực chất, tài năng không có, giọng hát quá thường, thậm chí có những người nốt nhạc bể đuôi cũng không biết, thế mà là ca sĩ hạng A đấy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.